ra tòa đi. À, những gì mà kỷ vật chú Năm để lại thì Loan cũng đã nộp rồi đó, nó cũng là bằng chứng rất là quan trọng, cho nên mọi người thương Loan, đợi chờ phiên tòa sắp tới nha. Trương Linh Dung, bao giờ đi sang Hàn alo gặp nhau nha. Ok chị, em sang Hàn chắc cũng 2 3 tuần á, em sẽ gọi chị nha. Có gì ngày đó em sẽ thông báo, rồi rất là mong gặp mọi người. Đúng rồi, bây giờ im lặng là vàng mọi người, không còn phản biện lại. Thì mọi người càng thấy, càng càng lúc càng thấy là bên đó là rất là, dùng cái từ rất là bẩn bựa luôn á, cho nên là đâm ra thấy ghê sợ đó mọi người. Ghê sợ nhất là những người từng bên Loan với Ni á, bây giờ quay qua trời ơi, cắn rồi cấu xé rồi hạ bệ rồi, khủng khiếp quá. Chắc qua Tết đó chị. Đài Loan hả? Đài Loan thì Ni đang coi lịch là ngày mai hoặc là tối nay nè. Ni thì cũng rất là may mắn là có những em, những người cận kề bên Ni á, em Út Ni nè, rồi bạn bè Ni là hỗ trợ công việc hết mực luôn. Giống như họ cũng thương Loan á, họ thấy Ni như vậy cái nó thôi chị ơi, chị không bay được thì em bay đó, rồi cũng gác lại công chuyện, cũng hy sinh đó, cũng hy sinh chồng con, rồi Ni không bay thì em nó bay đó, em nó họ đó. Ni không bay thì vừa rồi Ni bay qua Hàn Quốc thì bé Thùy đó, bé Thùy bay qua Hàn Quốc. Rồi bé Phương Anh, Phương Anh không phải Phương Anh bên Mỹ đâu nha. Phương Anh này là Phương Anh em của Ni. Qua Hàn Ni đâu có đủ đẹp, Ni không có đủ tự tin để thi hoa hậu doanh nhân đâu mọi người. Cảm ơn chị Trang Trần. Không có cần gì tức đâu chị ơi, không có gì phải tức cả. Sao tiếng nói bị gì kỳ Ni? Dạ chị Mai Thảo Nguyễn, tiếng nói của em bị gì hả chị? Bên ve càng dân càng nói chị, mọi người càng yêu thương chị nhiều hơn. Qua Hàn thi hoa hậu, trời ơi em không có đủ đẹp, em không có đủ giỏi để thi đâu chị ơi. Mình cứ nhìn xuống đi, mình nhìn lên sẽ bị ganh ghét, sẽ bị phanh phui đó chị. Ví dụ cái nào nói có thì mình nói có, không có mình nói láo nói dóc, người ta phát hiện ra mất công mình bị quê. Giống như mọi người cứ đồn em là giàu, đồn em là tỷ phú, đồn em là đại gia ngầm, em không có. Em xin xác nhận lại với mọi người nha, em xác nhận là em không có giàu, em xác nhận là thậm chí em nghèo nữa. Cho nên là trời ơi, khỏi cần phải tìm hiểu, khỏi cần phải nói ừ thế này thế kia. Rồi nào là ba mẹ em thì ba mẹ em thì em phụng dưỡng bình thường mà. Ba mẹ em sanh em ra nuôi em tới lớn, cái chị em trả hiếu em không cho ba mẹ em đi làm cũng nói bình thường mà mọi người. Chứ đâu phải em để ba mẹ em ra đường bán vé số đâu mà em sợ bị nói bị chỉ trích. Ba mẹ em là ba mẹ của em sanh em ra em không cho đi làm từ hồi xưa tới bây giờ rồi, không có gì mà phải sợ người ta nói ra nói vô hết trơn á. Em không có sợ gì ở, trời ơi môi chị Ni sao sao á, môi có môi là đánh lên á, và cái áp nó làm cho cái môi nó hơi hơi giống như filler vậy đó. Môi chị Ni đang bị gì, cảnh báo rồi, hồi sáng giờ cảnh báo rồi. Câu nào em xạo đâu, trời ơi bình thường mà. Em viết status hả? Em đâu có gì mà để hiểu lầm Phương Lê đâu. Trời ơi, chị hỏi gì kỳ vậy chị? Từ hồi xưa tới giờ em chơi với Phương Lê em chưa nói gì để mọi người hiểu lầm Phương Lê hết trơn á. Chắc là Phương Lê cũng hiểu em, tại vì hai đứa em vẫn nhắn tin đằng sau mà bình thường mà, có gì đâu mà hiểu lầm chị. Em chơi bạn em không có chơi xấu bạn đâu, chị yên tâm nha. Nếu mà Phương Lê phát hiện em chơi xấu là Phương Lê cạch em liền, Phương Lê sẽ hiểu em liền, sẽ hiểu con người em liền.
Ni ơi, phải lọc vần cây ngừng cuộc chơi phải không? Buồn quá. Em nghĩ chắc không đâu mọi người. Có vài điều hiểu lầm thôi. Nghèo đó, em tôi giàu lắm hả? Trời ơi, Thảo ơi, Hai ơi. Mình nghèo đi, người ta khỏi phót mình. Mình nghèo đi, người ta khỏi phanh phui mình. Cái mình nói mình giàu, cái người ta phanh phui mình, cái mình quê, không? Mình cứ nhìn xuống đi. Mình nhìn lên quá không được. Đúng rồi, cái này là bên phía con ve rồi chứ không có thể nào mà bên phía Phương Lê được hết trơn. Cứ vô công kích em non và xanh lắm em ơi, khổ em ghê luôn. Em vô em khuyên chị Ni hay là em khích chị Ni vậy hả? Hay là em chỉ trích chị Ni, hay là em góp ý chị Ni biết hết trơn á. À, bạn nào livestream khóc ở sân bay vì bị bùng nợ. À, ok bạn, chị đó ổn rồi mọi người nha, mọi người đừng lo nha. Ni bay về nhiều nơi quá, gần Tết rồi, bay về Mã Lai ăn Tết với chồng con đi Ni. Hãy quên, chị Ni trả lời luôn, chị Ni có bay về Mã Lai ăn Tết về chồng con chị Ni, chứ chị Ni không có bay ăn Tết chồng con người ta, em yên tâm nha. Cái việc đó em khỏi cần nhắc nhở chị Ni nha, gia đình chị Ni dàn xếp hết, chị Ni lo ổn thỏa hết nha em. Cảm ơn em quan tâm chị Ni nha. Chào chị Ni dễ thương, ủng hộ chị đến cùng cảm ơn. Nay Ni làm cái môi giống cá biển. Không phải đâu mọi người ơi, do cái môi của Ni Ni tô á, Ni tô cho nó để nhạt nhẽo á. Thương oan hồn vất vưởng vào chia rẽ à, em còn non và xanh lắm. Không có ai chia rẽ Ni với Phương Lê được đâu nha. Cái này nói nha. Quánh cái môi tưởng chị cosplay cô ma thông. Nếu mà chơi cô ma thông mà hiệu quả vậy chắc Ni cũng phải chơi đó mọi người. Là Ni muốn ai ai mà mới muốn quật ai là quật á, nếu mà quật được á, trời ơi khổ ghê luôn. Cái môi hơi bị lố, cái môi hơi bị lố. Má ni vô coi kìa. Chào siêu nhân màu hồng, con ve nó phải có nay trời. Trời ơi sao mình đi trị nó được mọi người. Dạ chị Sang Nguyễn, em cảm ơn chị. Sắp sinh nhật Úc rồi. Út ơi, sinh nhật của hai hay sinh nhật của em vậy? Có những người vô ngộ lắm, không biết Ni nhìn lại tin nhắn là Ni biết liền à, chia rẽ khó chia rẽ lắm em. Ni mà chơi Kumatong là Ni quật hai mẹ con về trước. Đúng rồi, Ni mà Kumatong được á là Ni cho dẹp loạn liền luôn, khỏi kiện khỏi tụng luôn á, nếu mà điều khiển được á. Trời ơi.